Chào các bác nhá. Hôm nay em lại lên hình bật lan cho các bác này. Hôm nay có một dề bật lan và hai hình banana lá xếp nhé các bác. Đấy, bật lan đang nụ các bác ơi. Bên cái nụ của nó này. Đẹp lắm nhá. Do mang từ rừng về nó bị héo hết rồi. Đấy, cái này thì các bác mang về các bác thuần thì sẽ có hoa thôi nhá, như cái to thế này. Đây một dề khá to nhá, đây này một dề khá là to các bác ạ, có giá là 200k cho cái dề này nhá. Bật lam bữa nay hiếm lắm các bác ạ, 200k cho cái dề này, có hai vòi hoa luôn, nhưng mà cái này do từ rừng về nó bị gáy nhá. Đấy. Cái này chưa gáy, đẹp lắm nhá các bác ạ. 200k cho hình số 1 bật lam nhá. Và đây là hình số 2 banana lá xếp, rất là nhiều cây luôn này. Đấy. Rất là nhiều cây luôn nha. 160k cho cái hình banana này nhá. Đây này, xếp như quế luôn đấy. Cái dòng banana này hoa khá là thơm nhá. Đây là cái dòng này nó dễ sống lắm. Đấy. Đây này. Hình số 2 nhá, 160k nhá. Và hình số 3 đây. Hình số 3 đây. Đây, cây rất là to luôn. Đấy. Đây. Hàng này thì các bác trồng là nó lớn lên sẽ có hoa nhá. Đấy, hình số 3 nhá. Hình số 3 có giá là 150k nhá. 150k cho hình số 3. Khá là nhiều cây luôn nhá. Đây là do những con dê rừng nó ăn thôi. Đấy. Nhưng mà đây này, nó mới phát triển đây rất là mạnh luôn này. Cái dòng này thì cái củ của nó không bao giờ chết được nhé các bác nhá. 150 nhá, 150k nhá. Cây rất là đẹp luôn. Đấy, đây này. Bật lan ngắn nhá. Hôm nay chỉ có hai hình thôi. Bắt nào mà chốt được hình nào thì cứ alo nhá. Bật lan số 1 này, đây là hình số 2 nhá. Đây là hình số 3 nhá. Khá nhiều luôn.